Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui gặp lại các em trong tiết toán ngày hôm nay. Tiết toán hôm nay, các em sẽ ôn tập về phép nhân và phép chia tiếp theo. Mở đầu tiết học ngày hôm nay, cô mời tất cả các em cùng khởi động qua một trò chơi, đó là trò chơi Thỏ tìm đường về nhà. Trên đường về nhà, chú thỏ phải vượt qua ba thử thách của bác voi, bác sói và bác hổ. Các em hãy giúp chú thỏ vượt qua các thử thách này nhé bằng cách trả lời chính xác câu hỏi. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Các em hãy bắt đầu giúp chú thỏ này nhé. Câu hỏi đầu tiên của bác voi đó là gì? À, đó là câu hỏi hình trên đã tô màu 1/2, 1/3 hay là 1/4? Các em hãy quan sát và tìm giùm cô đáp án nhé. À, đây là đáp án của cô. Hình trên đã tô 1/3 số hình vuông. Vậy làm thế nào để các em tìm được 1/3 số hình vuông đã tô màu? À, các em thấy trong hình có 6 hình vuông. Muốn tìm 1/3 số hình vuông này thì chúng ta sẽ lấy 6 hình vuông chia làm 3 phần bằng nhau, lấy đi 1 phần thì ta được 1/3. Như vậy 6 chia 3 bằng 2 và hình đã tô được 2 hình vuông chính là đã tô 1/3 số ô vuông đã có đấy các em ạ. À, thế chúng ta đã giúp chú thỏ vượt qua thử thách thứ nhất. Bây giờ chú thỏ sẽ tiếp tục gặp thử thách gì? Cô mời các em cùng theo dõi nhé. À, khi gặp bác sói, thỏ phải trả lời những câu hỏi sau đây. Từ phép nhân 4 x 3 bằng 12, thế 12 chia 4 bằng mấy? Ở đây có 3 đáp án: A 3, B 4, C 5. Cô mời các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án giúp cô. À, đáp án chính là 3. Thế vì sao chúng ta chọn 12 chia 4 bằng 3? À, ngoài cách tính dựa vào bảng chia 12 chia 4 bằng 3 thì các em còn có thể dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Từ phép nhân 4 x 3 bằng 12, ta dễ dàng tính được phép chia 12 chia 4 bằng 3 bằng cách lấy tích chia cho thừa số này thì ta được thừa số kia. Các em nhớ nhé. Vậy các em đã giúp chú thỏ vượt qua thử thách thứ hai. Các em hãy cố gắng giúp chú thỏ vượt qua thử thách cuối cùng nhé. À, đây chính là một giải tính 2 x 7 cộng 8 bằng bao nhiêu? Ở đây có 3 đáp án là 22, 23 và 24. Các em hãy tính nhẩm và chọn đáp án giúp cô nhé. Kết quả của giải tính này là bao nhiêu các em? À, đó chính là 22. Thế em tính như thế nào để có kết quả bằng 22? Cô mời các em hãy cùng nhau quan sát trên màn hình nhé. À, các em thấy đây là giải tính 2 x 7 cộng 8. Vậy chúng ta sẽ tính như thế nào để được kết quả của giải tính này? Đầu tiên, các em hãy tính 2 x 7 bằng 14. Sau đó chúng ta cộng tiếp 8. Và kết quả cuối cùng 14 cộng 8 sẽ bằng 22. Và đây, các em lưu ý khi thực hiện giải tính thì các em phải nhớ tính từ trái sang phải và thực hiện hai bước tính như trên nhé. Ta đã giúp chú thỏ vượt qua ba thử thách là thế chú thỏ đã được về nhà rồi. Và cảm ơn các em đã giúp chú thỏ đi về nhà an toàn nhé. Tiếp theo, các em hãy cùng nhau luyện tập lại phép nhân và phép chia qua các bài tập sau. Ở đây có 4 bài tập, các em hãy đọc thầm và
Xem chúng ta có những thắc mắc, những bài nào chưa hiểu thì các em có thể hỏi lại cô. Trong bốn bài này, các em lưu ý cho cô bài số 4. Hôm nay, Mai phụ mẹ dọn bát đũa cho cả bữa cơm chiều. Biết gia đình Mai có ba, mẹ, chị của Mai và Mai. Vậy, Mai phải dọn bao nhiêu đôi đũa hay bao nhiêu chiếc đũa cho cả nhà? Các em hãy suy nghĩ và điền số thích hợp vào chỗ trống này nhé. Như vậy, các em vừa được ôn lại bảng nhân và bảng chia đã học. Các em về ôn lại các bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5 mà các em đã học và hoàn thành phiếu bài tập. Sau đó nhờ ba mẹ kiểm tra kết quả và chụp hình gửi Zalo giúp cô nhé. Các em hãy xem trước bài ôn tập đại lượng trang 174-175 để chuẩn bị cho tiết học toán tiếp theo. Cô xin chào tất cả các em, chúc các em ngoan, khỏe và học tốt nhé. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.